Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị. Lời chúc đón xuân năm Giáp Thìn, tấn tài, tấn lộc, tấn công danh, chung vui hưởng phúc bên con cháu, trăm sự bình an vạn sự lành. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn, cuộc đời tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, vận trình sắp tới đây, gặp thời phất mạnh, mà muốn nghèo cũng khó, giàu có dễ như trở bàn tay, tiền vàng cứ thế ùn ùn kéo về nhét chật két, từ nay an nhàn hưởng phúc lớn, giàu sang phú quý hơn người. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 thân mến, nhân gian thường nói, nếu muốn biết quá khứ, hãy nhìn hiện tại, nếu muốn biết tương lai ra sao, thì hiện tại sẽ trả lời, kiếp nhân sinh cho ta thấy rằng, số phận và đường đời căn bản của mỗi người, quả thực được quyết định từ trước khi sinh ra. Dựa theo quy luật nhân quả luân hồi và nghiệp báo muôn đời, thì bạn sinh ra giàu hay nghèo, bố mẹ, anh chị em, người thân trong tương lai là ai, đều đã được quyết định sẵn, chỉ chờ đến thời điểm sẽ xuất hiện dựa trên căn nguyên từ nhiều đời, nhiều kiếp, các nghiệp quả phải trả và phúc đức là do chính bạn tạo nên. Như vậy, tâm thế nên có, không phải là ganh đua, để hơn thua với người khác, mà là tâm thế thản nhiên đón nhận mọi điều mình có, thắng không kiêu, bại không nản, bởi nguyên nhân thành hay bại có thể vốn được quyết định từ trước khi bạn sinh ra ở đời này. Thời gian trôi đi, ai rồi cũng sẽ già, những nếp nhăn trên gương mặt mẹ cha và những bước chân chậm rãi của cha mẹ là báo hiệu của tuổi già đã đến. Ai cũng phải trải qua quy luật của con người, của vòng tuần hoàn, sinh lão bệnh tử, lúc con cháu trưởng thành khôn lớn là lúc ông bà, cha mẹ ngày một già đi, sức khỏe đi xuống và đó chính là lúc người lớn tuổi cần sự quan tâm, chăm sóc và đến tuổi xế chiều này. Nhưng quý cô bác cũng rất cần quan tâm đến vận hạn, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe của mình nữa đúng không nào? Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, Mi Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết các phương diện và vận mệnh của cô bác tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong thời gian sắp tới đây. Được biết, bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, cuộc sống hồi bé cơ cực vất vả, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, đến lúc trưởng thành cũng không khấm khá là bao, làm lũ kiếm từng đồng mưu sinh, nhưng người nghèo thì cứ nghèo bình vững. Tuy nhiên, do ăn ở tích đức, luôn làm việc thiện, nên trong thời gian sắp tới này, bản mệnh Đinh Dậu được ơn trên ban lộc, phước đức đầy tay, mọi khó khăn, vất vả đều tan biến, thay vào đó là sự sung túc, đủ đầy, tiền vàng ngập két, 10 phân vẹn 10. Vậy, để biết được vận trình cụ thể trong thời gian sắp tới đây của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 sẽ diễn ra như thế nào, thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi nội dung luận giải chi tiết ngay sau đây. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi thời gian sắp tới đây, thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách của người tuổi Đinh Dậu có điều gì nổi bật ngay sau đây. Nam mệnh và nữ mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, hay còn gọi là độc lập chi kê, tức là gà độc thân, ngũ hành cô bác sơn hạ hỏa, tức lửa dưới núi, cung phi đoài, tướng xương con gà, tướng tinh con khỉ. Đinh Dậu sinh năm 1957, mang đầy đủ tính cách của thiên can đinh, người thiên can đinh là âm hỏa. Tính chất chất của họ đều là những người có tính cách ngoài lạnh, trong nóng, nhồi chung, hữu cương. Khi nhìn bề ngoài, mọi người thường đánh giá họ có tính cách trầm tĩnh, mềm dẻo, nhưng bên trong người họ lại có một mặt tính cách sôi nổi và cứng rắn, trái ngược với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt họ tế nhị, nhưng hay đa nghi và lặng lẽ quan sát mọi người. Trong đầu họ có nhiều tâm tư, tính toán và hay suy tính lung tung. Đinh Dậu có khả năng truyền cảm hứng và kỹ năng lãnh đạo khá tốt, nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau. Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này, cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm,
giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác, thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tin anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố, giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hình, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người tuổi Đinh Dậu ít khó tính hơn, họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh, tất cả trong công việc lẫn trong quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Đa số Đinh Dậu gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình, tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loài người. Hành hỏa mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, giúp Đinh Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Tuy tuổi Dậu mang trong mình tính cách kín đáo, không thích giao du với nhiều loài người, nhưng mà hành hỏa lại mang tới cho họ sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho Đinh Dậu có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó, thì hành hỏa cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của Đinh Dậu. Cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá, cần phải chăm chút thường xuyên. Điều đáng khâm phục ở người tuổi Đinh Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ dũng cảm, ưa thử thách, vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao. Nếu là nhân viên, với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề, tự giác và có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, cấp trên luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Đinh Dậu có khả năng thích ứng rất tốt. Họ có thể sống ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi, và thậm chí họ muốn có sự thay đổi, bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Ngoài ra, với tính cách tuổi Đinh Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây đi đó. Họ ghét cãi vã, không thích sự bất hòa. Mỗi khi điều đó xảy ra, họ lặng lẽ bỏ đi, cho dù đó là một cuộc cãi vã có ích, có tính xây dựng đi chăng nữa, trong mắt mọi người hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Nhược điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm vừa lòng người khác của mình. Họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không. Thế nhưng, họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Đinh Dậu luôn tỏ ra rằng mình đầy thiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo. Đó là lý do nhiều người nhận thấy họ quá kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt, thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn. Đinh Dậu thuộc mẫu người rất tự tin, họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm mà luôn chờ người khác theo đuổi. Nhìn bề ngoài, họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không có một tình yêu chân thành, tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không. Thế nhưng, trong thâm tâm họ, vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng, họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Luận giải tử vi thấy rằng, tuổi Đinh Dậu có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi. Chỉ khi bước sang hậu vận thì mới được hưởng sang giàu, quyền quý. Khi tuổi còn trẻ, cuộc sống ngập nhiều trắc trở. Đến khi bước vào trung vận, sự nghiệp mới được vẹn toàn, công danh của Đinh Dậu có lên cao, có tạo được nhiều tên tuổi cho đời. Tuy nhiên, luôn luôn phải cẩn thận, vì số luôn bị phản bội. Sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 37 trở đi, tiền bạc có nhiều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang quyền quý. Phần gia đạo của tuổi Đinh Dậu, tiền vận và trung vận có nhiều xí mích, buồn lo. Hậu vận mới được an nhàn, từ hậu vận mới yên hòa và trở nên êm ấm. Năm mệnh tuổi Đinh Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái. Vì vậy, rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi Đinh Dậu sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Nữ mệnh tuổi Đinh Dậu là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm. Thậm chí, cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng, hạnh phúc cho gia đình. Nhìn lại quãng đường mà Đinh Dậu đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Đinh Dậu mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết bản năng của mình nên Đinh Dậu mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn
lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Đinh Dậu mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Đinh Dậu vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Đinh Dậu cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Đinh Dậu sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Đinh Dậu dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Đinh Dậu ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn, nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới, sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Đinh Dậu có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Đinh Dậu cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Đinh Dậu luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Đinh Dậu giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bục chộp, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thấy Đinh Dậu như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Đinh Dậu là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác, đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa hương sáng nhìn xuân thu. Với Đinh Dậu, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện chính của cuộc sống, dành cho con giáp tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong thời gian sắp tới đây. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Trong thời gian sắp tới đây được dự báo rằng, trong thời điểm tới đây, nhờ có tài tinh thiên tài chống mệnh, nên thu nhập có dấu hiệu tăng tiến, cuộc sống nhờ đó cũng có sự cải thiện nhất định, nhờ tam hợp cục nên các mối hợp tác làm ăn, quan hệ xã giao tốt đẹp, đem tới nhiều khoản lợi nhuận cho người tuổi Đinh Dậu. Tiền bạc thêm phần rủng rỉnh, người làm kinh doanh, buôn bán, sẽ có chuỗi ngày làm việc hiệu quả, một ngày có thể đạt doanh thu bùng nổ, làm một vài ngày, tiêu cả tháng. Tuy nhiên, Nguyệt Lệnh Lâm Tuyệt báo hiệu, vận khí bấp bênh, có thể gây ra biến động lớn về tiền bạc, tài lộc tuy khởi sắc nhưng không đều. Điều này cho thấy, thời gian sắp tới đây này, vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để tuổi Đinh Dậu đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn, kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên chú trọng hơn vào việc tích góp, kiếm được tiền mà không tích lũy, thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt, bản mệnh nên xây dựng kế hoạch quản lý tài chính thích hợp. Nếu không có kinh nghiệm, thì có thể nhờ người thân, người đáng tin cậy, để tay hòm chìa khóa giúp. Song song đó, người cầm tin con gà, cũng nên để phòng chuyện bị lừa gạt về tiền bạc, đối thủ chơi xấu sau lưng, đừng quá hiếu thắng, đặt nặng sĩ diện, bạn bè, mà bản thân gặp thiệt hại về tiền bạc, đồng thời
trong chuyện kinh doanh nên tránh những hạng mục liên quan tới gỗ, cây cối, nông sản. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Trong thời gian sắp tới đây, được dự báo rằng nhờ phúc phần của sao tử vi đem đến nên Đinh Dậu không gặp quá nhiều khó khăn trong công việc. Ngược lại, còn hay được những người xa lạ giúp đỡ vào lúc nguy nan, những người làm ăn buôn bán hay lao động chân tay đều được ơn trên phù hộ độ trì, tránh được tai nạn lao động, có khách hàng đều ủng hộ, nguồn hàng bán ra đạt doanh số tốt hơn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng gặp phải những khủng hoảng nhất định trong sự nghiệp. Dưới sự tác động của hung tinh, một dự án rõ ràng đang tiến triển rất thuận lợi, sắp mang lại lợi lộc nhưng bị hung tinh cản trở nên phá vỡ tình hình hiện tại. Lời khuyên dành cho Đinh Dậu là lúc nào cũng cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động, kẻo động việc gì cũng hỏng. Mưu sự trong năm phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng đua theo người khác, hành sự nhất định phải cẩn thận, đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống. Chỉ khi rèn cho bản thân khả năng thích ứng nhanh thì bản mệnh mới có thể giảm thiểu hung hiểm do thái tuế gây ra. Tuy nhiên, trong vô vàn tác động tiêu cực thì vẫn còn hy vọng, khi các tinh thiên ấn đồng hành, bản mệnh cứ phấn đấu hết mình, ắt sẽ có ngày thành công tới. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Trong thời gian sắp tới đây, được dự báo rằng về sức khỏe thể trạng của con giáp này cũng không được lý tưởng, khi bản mệnh thường xuyên trong tình trạng căng thẳng, những bận tâm về công việc, tiền bạc và tình cảm khiến cho bản mệnh mệt mỏi về tinh thần, suy nhược cơ thể, thậm chí nếu tình hình này kéo dài còn gây ra rối loạn giấc ngủ, khiến bản mệnh luôn trong tình trạng uể oải, mất năng lượng. Trong tháng xuất hiện thiên hình hung tinh còn báo hiệu về những nguy cơ có thể gặp phải do bệnh tật hay tai nạn bất ngờ, tuổi Đinh Dậu cần chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân khi đi xa hay tham gia giao thông. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Trong thời gian sắp tới đây, được dự báo rằng tuy sự nghiệp và tài lộc có dấu hiệu phát triển, song phương diện tình duyên lại khá yên ắng, ảm đạm, bản mệnh khó tìm được người để san sẻ, tâm sự, mọi điều thường giữ kín trong lòng, khiến tinh thần căng thẳng, thiếu hăng hái, vợ chồng ai làm việc của người nấy, không quan tâm đến cảm nhận của nhau, nên mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt, một số người có thể cho đó là sự tự do, độc lập, song nếu cứ kéo dài tình trạng này, hai người sẽ dần dạn nứt, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện lúc nào không hay. Dù hai người có những quan điểm không trùng với nhau đi chăng nữa, thì cũng cần phải cố gắng trò chuyện, trao đổi với nhau. Cha ông ta có câu rằng, tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Chính vì lẽ đó, mỗi người cũng nên hạ cái tôi của mình xuống, để lắng nghe suy nghĩ của nửa kia, chứ nên bỏ ngoài tai lời của đối phương, bởi có thể đối phương sẽ nhìn nhận được những điều bạn không nhận ra đấy. Một số người trở nên thiếu trách nhiệm với gia đình, thích dành thời gian cho sở thích cá nhân, đổ hết mọi công việc lên đầu người ấy. Bạn cần phải ý thức được rằng, việc xây dựng tổ ấm là trách nhiệm của cả hai người, đừng quá lạnh lùng hoặc lười biếng, khiến nửa kia cảm thấy mệt mỏi, tổn thương hoặc hiểu lầm. Tiếp theo sau đây sẽ là lời cảnh báo của các nhà tiên tri về vận mệnh của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Trong thời gian sắp tới đây, được dự báo rằng nguy cơ hao tài, sự độc đoán, nóng nảy dễ khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh hao tài, tốn của. Vì thế con giáp này cần học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, đặc biệt là những người có kinh nghiệm. Bản mệnh cũng cần hết sức cẩn trọng trong việc kết giao vào thời gian này, nhất là với những ai chập chững bước vào một lĩnh vực nào đó. Nếu kết thân nhầm kẻ không đáng tin cậy, bạn sẽ rất dễ tin theo những lời lừa lọc, đầu tư không đúng chỗ, hao tiền, tốn kém, các nhiệm vụ đều tiến hành dở dang, khiến bạn không thể nhận các khoản lương, thưởng, lời lãi như mong muốn. Thậm chí bạn còn thụt lùi nếu so với đối thủ hoặc đồng nghiệp xung quanh mình. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ, chớ hành xử nóng nảy, theo cảm xúc nhất thời, kẻo để bản thân vướng vào họa thị phi, phải mất tiền thì mới có thể giải quyết êm xuôi. Ngoài ra bạn cũng sẽ phải tốn một khoảng kha khá cho việc sắm sửa, chăm chút ngoại hình, cũng như chăm sóc sức khỏe. Vì thế, phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không để mình vào cảnh cháy túi. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, xin mời quý khán giả cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải nội dung chi tiết của người tuổi Đinh Dậu sinh 1957 theo từng tháng sinh âm lịch may mắn, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Đinh Dậu 1957 sinh vào tháng 1 âm lịch. Người tuổi này may mắn được lục thân tương trợ, lại thêm quý nhân luôn ở sát bên dẫn đường, chỉ lối, nên cả đời không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của người này lại nằm ở chỗ
tuy tính tình cương trực, nhưng có phần hơi bảo thủ, an phận thủ thường, không có chí cầu tiến, không ham học hỏi, họ dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đang có, cũng dễ dàng chấp nhận những quy tắc, quy định được đặt ra. Vận mệnh của người tuổi Đinh Dậu 1957, sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết kinh chợp, người tuổi này là người chú trọng hình thức, thích sạch sẽ, gọn gàng, sống thanh cảnh, khiêm nhường. Họ là người thông minh, hoặc bác, khoan dung, độ lượng, song lại không thích bị bó buộc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với họ, tự do là điều thiêng liêng, là thứ họ luôn hướng tới, tâm tính cũng có phần bất cần, thích gì làm đấy. Vận mệnh của người tuổi Đinh Dậu 1957, sinh vào tháng 3 âm lịch. Người này có mơ ước cao xa, song lại luôn cố gắng hết mình để biến ước mơ thành hiện thực. Dù thành công, nhưng không khoa trương, không kiêu căng, được nhiều người ngưỡng mộ, danh tiếng vang khắp gần xa. Trong đời họ có nhiều quý nhân, ở nhà có tiền, tư gia phụ chỉ giáo, ra ngoài có quý nhân tương trợ. Cuộc đời người này không phải trải qua đại nạn, làm chuyện gì cũng dễ dàng, thuận lợi, đường nhân duyên tốt, có tài xã giao, khiến người khác tin tưởng vào bản thân. Vận mệnh của người tuổi Đinh Dậu 1957, sinh vào tháng 4 âm lịch. Mọi thứ mà họ có được trong đời đều do chính mình làm ra, chứ không nhờ cậy được ai. Đứng trước khó khăn, họ tự động viên bản thân, dũng cảm vừa qua, tự lực cánh sinh chiến đấu một mình, nhờ thế mà cũng không ít lần gặp dữ hóa lành, giành lấy những gì mình muốn. Nam nữ mệnh tuổi Đinh Dậu, sinh vào tháng 4 âm lịch, đều rất giỏi kiếm, tiền chỉ hiếm không biết cách giữ tiền, tiền vào nhiều mà ra cũng nhiều không kém, thu nhập lên xuống thất thường, không có tích lũy, tiết kiệm gì cho bản thân, không có người thân giúp đỡ, người này phải cố gắng hơn bình thường gấp nhiều lần, những điều đó đã rèn giũa cho họ, có ý chí sắt đá hơn người, tâm tĩnh như nước, chẳng vì hiểm nghi trước mắt mà dao động, nếu biết tận dụng, nắm bắt thời cơ thì có thể gây dựng được sự nghiệp cho mình. Vận mệnh của người tuổi Đinh Dậu 1957, sinh vào tháng 5 âm lịch. Người này tiền vận bôn ba, vất vả ngược xuôi để gây dựng cơ nghiệp, cũng chính vì thế mà lỡ dở lương duyên. Mặc dù tâm động tình từ khi rất sớm, nhưng họ thường kết hôn khá muộn, quan hệ vợ chồng khá tốt, hai người chung sống hòa thuận, hạnh phúc, bạn bè khác giới không ít, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm hôn nhân. Vận mệnh của người tuổi Đinh Dậu 1957, sinh tháng 5 âm lịch, người này hoàn toàn có thể có được sự nghiệp rực rỡ, huy hoàng, tuy nhiên là họ phải chấp nhận đổ nhiều mồ hôi, nước mắt, cố gắng hết sức mình, dù thất bại cũng không nản lòng, hậu vận tốt đẹp, cuộc sống an khang, hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Dậu 1957, sinh vào tháng 6 âm lịch. Người này tính cách không nhu, không cương, sống có trách nhiệm, chẳng bao giờ vì vất vả mà than thân, trách phận, họ kiên trì làm tới cùng những việc đã quyết định, tuy nhiên, gia vẫn phúc mỏng. Người này thường phải sống cảnh ly tán, không được ở gần gia đình, anh em, họ gặp khá nhiều trở ngại trên con đường lập nghiệp, thời gian đầu thất bại liên miên, tổ nghiệp chẳng còn là bao, phá sản tan tành, phải tự tay làm nên cơ nghiệp, đến năm 35, 36 tuổi mới thành đạt, dạng danh, năm 40 tuổi có nhiều dự định mới mẻ, ngoài 50 tuổi mới dần ổn định, không phải vất vả, lo lắng nhiều. Vận mệnh của người tuổi Đinh Dậu 1957, sinh tháng 7 âm lịch. Người này luôn khao khát hướng đến thành công, khí chất nhỏ nhã, có sức hút mãnh liệt, lại thêm tinh thần, ý chí dồi dào. Người này nhờ thế mà dễ dàng dùng tài năng của mình để phương xa vượng nghiệp, tạo dựng được nhiều thành công trong cuộc sống, thêm quý nhân trợ lực, nên họ phát huy hết mức tài năng của bản thân để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, trong quá trình vẫn cần phải đề phòng tiểu nhân đeo bám hoặc khẩu thiệt thị phi, tranh đoạt lợi danh rất rõ, dễ vướng vào họa quan tụng. Vận mệnh của người tuổi Đinh Dậu 1957, sinh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ trong năm, người này có trí tuệ hơn người, văn võ song toàn, hiếm ai bị kịp, họ thông minh, lanh lợi, phẩm chất cao đẹp, có chí khí, trọng nghĩa, trọng tình, nhờ quý nhân ở bên dẫn đường chỉ lối, cộng thêm sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, nên giành được nhiều thành công trong cuộc sống, cũng như công việc. Cuộc đời phải trải qua sóng to gió lớn gì, cả là người có phúc phận, phúc thọ song toàn, tài đức đủ đầy, được nhiều người yêu mến và kính trọng, cũng được cấp trên tin cậy mà đào tạo làm từng lớp kế cận. Vận mệnh của người tuổi Đinh Dậu 1957, sinh vào tháng 9 âm lịch. Cuộc đời của người này khá bình thường, bản thân chú ngựa này cũng không có ý chí, lý tưởng gì to lớn, chỉ muốn bình an, trải qua một ngày không mong chờ cầu tiến, họ có tài, nhưng không muốn nỗ lực, cố gắng nhiều, không có mục tiêu phấn đấu. Người này cả đời không quyền, không thế,
chỉ muốn tìm cây cao bóng cả để tựa nhờ. Mặc dù công việc ổn định, nhưng vẻ lộc không nhiều. Hễ gặp khó khăn là dễ dàng thoái chí. Tuy nhiên, nếu biết xác định phương hướng phấn đấu cho mình, nỗ lực không ngừng phát huy hết tài năng bản thân, thì tiền đồ vô lượng, thành công nhiều không kể xiết. Vận mệnh của người tuổi Đinh Dậu 1957, sinh vào tháng 10 âm lịch. Cuộc đời người này đan xen giữa may mắn và xui xẻo, hạnh phúc và khó khăn, không được người thân che chở, cũng chẳng có quý nhân nâng đỡ, mọi chuyện đều phải dựa vào chính sức mình. May nhờ ý chí kiên cường, nghị lực sắc đá, lại tài năng hơn người, nên họ không phải nếm trải quá nhiều thất bại. Họ là hình mẫu điển hình của người Tây Trắng làm nên cơ nghiệp. Trung vận may mắn gặp quý nhân, hậu vận hưởng phúc thái bình, từ trung vận trở đi an nhàn viên mãn. Người này vận trình tăng tiến, phú quý phát đạt, thành công rực rỡ. Vận mệnh của người tuổi Đinh Dậu 1957, sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết đại tuyết, vận mệnh của người này cũng như nhuộm màu băng tuyết, khó có được sức sống của mùa xuân. Họ phải bôn ba xuôi ngược, không được người thân giúp đỡ, cũng chẳng có tổng nghiệp tương trợ. Ban đầu, vị trí xã hội tuy nhỏ, nhưng về sau có thể làm nên chuyện lớn, gây dựng lại tổng nghiệp lẫy lừng, như cây khô gặp mùa xuân, đâm chồi nảy lộc. Vận mệnh của người tuổi Đinh Dậu 1957, sinh vào tháng 12 âm lịch. Người này có ý chí, nghị lực phi thường, luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, không ngại khó, ngại khổ, không sợ gian nan, không sợ thất bại, dù chưa thể lập tức thuận buồm xuôi gió, làm nên cơ nghiệp mà phải chịu nhiều vất vả, khó khăn, nhưng cuối cùng, người này cũng sẽ có được cuộc sống an lạc, thành quả to lớn, hậu vận có phúc, có lộc, con cháu đầy đàn. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, nhiều nghiên cứu cho thấy, tức giận có thể dẫn đến chết sớm. Bởi thế, nếu muốn sống thọ, nhất định phải tiết chế cơn nóng giận của chính mình. Câu chuyện cuộc sống dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về điều này. Trăm bệnh đều từ tước khí mà sinh ra. Vì thế, nếu muốn kéo dài cuộc sống, ngay từ hôm nay, cần phải tiết chế cơn nóng giận, thay đổi quan niệm sống, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, tu thân dưỡng tính. Câu chuyện cuộc sống về sự tức giận. Có một vị phu nhân thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận. Có một ngày, bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo. Cao tăng nghe xong liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi. Vị phu nhân tức giận, chể mắng ầm ĩ một hồi. Cao tăng cũng không để ý tới, rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn. Cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng. Cao tăng ở bên ngoài cửa hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, tôi chỉ tức giận chính mình. Sao lại đến cái nơi quỷ quái này để chịu tội khổ không biết. Cao tăng vẫy tay áo rời đi, nói vọng vào, người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ, thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây. Một lát sau, cao tăng lại hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ, tức giận cũng có làm được gì đâu. Cao tăng lại rời đi. Lúc cao tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông, tôi hết tức giận rồi. Bởi vì không gì đáng để tức giận. Cao tăng cười nói, bà còn biết nó có đáng hay không, xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí. Một hồi sau, đang lúc cao tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều, vị phu nhân hỏi đại sư, khí là gì vậy? Cao tăng đổ nước trà vào trong tay, làm rơi vãi khắp đất. Vị phu nhân nhìn thật lâu chợt tỉnh ngộ, cảm tạ rồi rời đi. Bài học từ câu chuyện cuộc sống về sinh mệnh con người. Sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào lòng đất. Năm tháng ngắn ngủi như thế, những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu, nhưng cuối cùng đều không ai chiến thắng cả. Bạn có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt từ giả thế gian này, dù có là ai thì cũng đều giống nhau. Chỉ là hai bàn tay trắng. Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa, không nên tốn thời gian đi tranh đoạt danh lợi, không nên cứ lại hơn thua vì một câu nói mãi thế. Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận này xuống, biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ. Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý. Nếu để bạn mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu. Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đáng chừng bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất. Đáng tiếc là
thế giới này đại đa phần mọi người đều như thế, vết sẹo lành rồi lại vội quên đi nỗi đau. Người ta nên bình thản mà sống, khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất, là những điều mà chúng ta cần trân quý trong cuộc sống. Người khôn dùng 100 phần tiền để dưỡng sinh, 50 phần tiền mua bảo hiểm, 10 phần tiền khám bệnh, 1 phần tiền cấp cứu. Người ngu ngốc dùng 1 phần tiền để dưỡng sinh, 10 phần tiền uống thuốc, 50 phần tiền khám bệnh, 100 phần tiền cấp cứu. Đại đa số mọi người, lúc 1-2 năm cuối đời, sẽ tiêu hết tiền tích góp cả đời, chịu đựng tất cả các loại tác dụng phụ của thuốc Tây, hơn nữa còn bị mổ vài lần rồi mới rời đi. Vậy, phải đối phó với bệnh tật như thế nào? Đáp án chính là ở chỗ phòng bị, mà phòng thế nào mới hiệu quả? Câu trả lời đơn giản, bớt tức giận đi thì sẽ sống trường thọ. Bài học cuộc sống về tức giận và tuổi thọ. Hoa do tưới quá nhiều nước mà chết, can bể bụng mà chết, người vì tức khí mà chết, bạn kiểm soát cơn nóng giận bao nhiêu thì sẽ có thể sống thọ được tới đó. Người thường xuyên tự mình tìm người gây hấn, lòng dạ hẹp hòi thông thường được sống 20 đến 50 tuổi. Thường xuyên chịu, thường xuyên tự mình tức giận, cũng thường tức giận người khác, gọi là người phàm tục, thông thường sống từ 60 đến 70 tuổi. Thường xuyên để cho người khác tức giận, nhưng chính mình lại không quá tức giận, gọi là vĩ nhân, thông thường sống khoảng 80 tuổi. Bất luận người khác như thế nào, bạn cũng có thể coi như không, gọi là cao nhân, thông thường sống khoảng 90 tuổi. Vừa không tức giận người khác mà chính mình cũng không tức giận, gọi là chân nhân, thông thường có thể sống 100 tuổi hoặc hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Bàn biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.